Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái thư mục tên là pt13211zbasic đúng không? Tôi tạo ra cái file, từ từ đã. Tôi sẽ tạo ra một file, một cái thư mục tên là l01, là lesson 1 của chúng ta ngày hôm nay. Tôi tạo ra một cái file mới tên là index.html. index.html và tôi code html trong này. Rồi các bạn coi này, tôi chạy nó. Open in browser. Không có gì đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi bật F12 lên, tôi bật cái developer tool lên. Đấy, có thể bật cái này bằng cách là chuột phải vào đây, inspect. Được chưa? Ở dưới này có rất là nhiều các tab. Tab này là tab của trình duyệt nó cung cấp và tôi khuyên các bạn nên dùng Chrome. Sau đó các bạn mở sang cái console này, các bạn xem nhá. Document.write. Đây là Hello World. Thấy gì? Cái chữ Hello World nó được hiển thị lên trên cái phần body của trang HTML đúng không? Như bình thường các bạn có làm được cái việc đấy nếu mà các bạn không code HTML ở trong không? Không được đúng không? Thì ở đây thế tôi mới bảo là JavaScript nó có thể tác động lên tất cả mọi thứ trên trình duyệt của các bạn. Nếu mà tôi thích lên này. Và name bằng from, ôi nhầm, from what your name, được chưa? Đây là th, xong chưa? Tôi tiến hành document write name. Thấy gì? Được chưa nhỉ? Đấy là những cái gì JavaScript có thể làm được. Các bạn để ý này, tiếp này. Bây giờ các bạn muốn chuyển cái trang hiện tại của chúng ta sang google.com đúng không? Window.location.href bằng http://google.com. Sang Google chưa? Phải làm gì không? Có phải kích vào đâu không? Không phải làm gì cả. Đấy là khả năng của JavaScript, nó có thể giúp chúng ta làm những cái việc này. Rồi, back up. Thì cái code để chúng ta chạy được cái code JavaScript trên trình duyệt ấy, thì các bạn có hai cách. Cách thứ nhất, các bạn viết code nằm trong thẻ script. Không cần phải có đoạn này đâu nhé. Không cần phải có đoạn này đâu. Cứ viết trong thẻ script là được. Bây giờ tôi tiến hành này. Ví dụ document.write như lúc nãy. My name is Thiện TH ... Xếp xuống. Được chưa nhỉ? Sau đó ra ngoài này reload ra. Được chưa? Có chạy giống như tôi vừa code ở dưới console log này không? Cái thẻ, cái tab console này không? Giống hệt đúng không? Tức là nó cũng chạy được code JavaScript ở đây. Đây là một cách chúng ta chỉ đơn giản là viết code của JavaScript nằm ở trong cái thẻ script, thẻ đóng và thẻ mở của thẻ của script này là được. Đây là cách thứ nhất. Nó giống như cái gì? Nó giống như internal import ở trong CSS của các bạn, có nhớ không nhỉ? Viết CSS thì viết trong thẻ gì? Có mấy cách? Có 3 cách viết CSS đúng không? Cách thứ nhất là cách inline style. Cách thứ hai là viết trong thẻ gì? Script, à trong thẻ style đúng không? Thì cái đấy tôi gọi là internal, là viết trong, viết nội hàm. Internal import là viết ở trong thẻ, thẻ style. Thì giống như ở đây chúng ta cũng viết code JavaScript trong thẻ gì? Trong thẻ script. Cách thứ ba của CSS là dùng cái gì? Hả? Cái gì? Viết ra ngoài đúng không? External, viết ở bên ngoài. External import là dùng cái file là đuôi gì? Đuôi chấm gì? Chấm CSS. Thì ở đây chúng ta có cái file là đuôi chấm gì? Chấm JS. Ví dụ đây là main.js. Ở trong này thì tôi bê nguyên cái cục document write này, cắt đi. Tôi vứt vào trong này. Không cần trong thẻ script nhá. Sau đó ở trong cái file index này của tôi tiến hành là src. Thẻ link thì dùng cái thuộc tính gì? href đúng không?
address để link đến. Còn ở thẻ script này chúng ta dùng thẻ dùng cái thuộc tính là src thì chúng ta sẽ là viết tên của file ra main.js. Vẫn vậy đúng không? Nhá, nếu mà tôi sửa ở trong này. Lorem. Được chưa? Đó là cái cách chúng ta sử dụng JavaScript ở trong một trang HTML. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo, đấy là cách dùng các cách dùng JavaScript, được chưa? Các bạn có cái nếu mà có thêm cái này nữa cũng được này. Không có không sao, có thêm thì tốt. Vậy thôi. Cái type này, cái thuộc tính type này nó là quy định ra là cái code script ở trong này này là nó viết code của cái ngôn ngữ gì. Vậy thôi. Chúng ta có rất nhiều ngôn ngữ script chạy ở trên trang HTML. Thì cái type này nó sẽ quy định và cái giá trị mặc định của cái type này là text JavaScript. Được chưa? Đấy là hai cách. Tiếp theo, chúng ta dùng học đến công cụ để làm việc với JavaScript. Các bạn có về tải cho tôi cái thằng này nhá. Supplementex, các bạn có thể code bằng các cái công cụ này. Ví dụ Supplementex. Đây là một. Được chưa? Các bạn có thể code được bằng Atom. Đây là một cái trình duyệt open source miễn phí rất là hay. Nó xem với thằng Supplementex. Được chưa? Cái thằng này rất tốt hơn, theo tôi đánh giá là tốt hơn thằng Supplementex khi mà chúng ta làm JavaScript. Atom hoặc là WebStorm. WebStorm. Cái thằng này là của JetBrains. Thì thằng này kinh rồi. Thằng này trả phí nhưng chúng ta có thể crack được. Thật mà cũng chẳng cần phải crack, chúng ta còn mail edu đúng không? Thì chúng ta có thể đăng ký cái mail edu đấy với bọn JetBrains thì chúng ta sẽ được miễn phí bản quyền 1 năm cho tất cả các phần mềm của nó. Và chúng ta có thể renew qua mỗi năm. Renew tức là lấy lại tiếp tục cái bản quyền của chúng ta thêm 1 năm nữa. Đó, ví dụ như tôi dùng của bọn này miễn phí này, bởi vì cái tài khoản edu của tôi nó không có thời hạn. Đó, thì đấy là những cái công cụ giúp chúng ta code. À còn một cái nữa là Visual Studio Code. Tôi dùng Visual và Supplementex. Thì cái thằng này nó cũng là một bộ editor miễn phí của bọn Microsoft, nó làm ra thì nó rất là nhẹ và dùng nó rất là tuyệt. Tôi thấy là đánh giá nó cũng hay, cực kỳ hay. Các bạn nên code trên Visual hoặc là code trên Atom hoặc là Supplementex. Còn thằng WebStorm thì nó hơi nặng một tí. Đấy các công cụ code. Tiếp theo chúng ta xong đi nhỏ. Đấy các công cụ nhá. Các bạn về tự động về nhà cài lại. Tiếp theo nữa một cái nữa tôi yêu cầu đó là lớp chúng ta nếu mà học cái môn này của tôi này, tôi nghiêm cấm thằng nào dùng cốc. Chỉ được phép dùng hai trình duyệt thôi. Một là Mozilla Firefox, hai là dùng Chrome. Chrome nguyên bản ấy chứ không có cốc tiếp đi đâu, Vivaldi bỏ hết đi nhá. Được chưa? Hiểu vì sao? Bởi vì chúng ta làm lập trình đúng không? Học và làm lập trình đúng không? Cái máy tính nó là cái cần câu cơm của mình đúng không? Đúng chưa? Bây giờ cái cần câu của chúng ta bị mọt có câu được cá. Gãy mẹ mất ra. Đúng không? Và chúng ta làm thế nào làm phải tối ưu được công cụ. Thì chúng ta hãy để ý cái RAM của chúng ta là bao nhiêu GB. 4GB đúng không? Thường là 4GB. Thậm chí là bây giờ còn có những ông máy 2GB. Đúng không? Nhưng mà cái ông chạy cốc mà xem nó chiếm bao nhiêu mê RAM. Ít nhất là 400. Đúng không? Ít nhất là 400. Còn thằng nào mà mở nhiều tab nó rơi đến 1GB. Biết vì sao? Cốc nó nhúng quá nhiều các cái tính năng vào đấy. Nó chỉ phù hợp cho người dùng bình thường thôi, nó không dùng cho bọn lập trình. Được chưa? Nó nhúng cả IDM này. Nhúng cả cái gì nữa nhỉ? UniKey này, nhúng cả cái gì mà Translate. Đúng không? Cả dịch vào đấy cho các bố nữa. Thế bảo sao nó chẳng nặng. Được chưa? Đó, cho nên là dẹp cái cốc đi. Cốc dùng ở nhà thôi, mang lên đừng để thằng nào nhìn, để đừng để thằng nào để tôi nhìn thấy cốc, tôi đánh nhá. Được chưa? Đấy là cái yêu cầu của tôi, hai cái trình duyệt. Và cái trình duyệt các bạn nên dùng là cái Chrome này, bởi vì Chrome hiện tại nó đang sở hữu cái bộ này,
cái bộ mà tôi bật F12 lên đấy, bộ Inspect lúc nãy. Cái này chúng tôi gọi là Developer Tool. Được chưa? Developer Tool tức là nó có thể, các bạn để ý này, các bạn nhìn thấy code, nhìn thấy chữ không? Tôi sửa đây nhá, đúng không? Tôi có thể sửa được tất cả mọi thứ và tôi có thể code được JavaScript ở trên này. Thì hiện tại chúng ta chỉ còn quan tâm đến hai cái tab này thôi. Còn thực ra nó còn có rất là nhiều thứ ở trong này nữa. Sau này khi các bạn học đến code backend, các bạn sẽ được dùng. Nhưng mà bây giờ hiện tại các bạn nắm được cái này. Ví dụ bây giờ tôi sửa thằng body này đi. Edit HTML này. Tôi để đây là thẻ H1. Welcome to JavaScript. Đó, quên. Kích ra ngoài. Được chưa? Có thể sửa được text ở trên này. Có thể là viết code JavaScript thì nãy tôi chứng minh ở đây rồi, đúng không? Thì đây là console.log. Đây là something. Ở nhầm. Nhìn thấy text không? Console là nói cái tab console này. Còn chữ log là viết ra. Được chưa? Thì viết ra ngoài cái tab này để kiểm tra xem là các cái biến, các cái hàm của chúng ta nó output ra kết quả là bao nhiêu. Đó, thì đây là cái các công cụ chúng ta cần dùng. Tiếp theo là quy tắc cơ bản. Thì cái này chẳng qua nó là cái quy định thôi. Thì chúng ta lưu ý cho tôi. Các bạn để ý này, lúc nãy code ở trong này của tôi đang hiển thị ra một cái đoạn text dài ngoẵng, đúng không? Đúng chưa? Đây tôi bê cái này, tôi cắt cái này tôi bê về đây cho các bạn dễ hình dung. Rồi xong. Bây giờ trang của tôi khi mà reload nó ra cái gì? Ra một đoạn text dài ngoãng như này, đúng không? Rồi. Nhầm. Rồi bây giờ để ý này. Cái này người ta gọi là comment. Comment đây không phải comment Facebook nhá. Comment Facebook là ghi cái ý tưởng của bạn xuống dưới, ghi ý kiến của bạn xuống dưới, đúng không? Bình luận về một cái và một cái ý kiến nào đấy hoặc một cái video nào đấy, đúng không? Nhưng mà trong lập trình của chúng ta, cứ cái gì gọi là cái comment thì là làm cho cái đoạn, thì nó sẽ là làm cho đoạn tốt, làm cho đoạn tốt không được thực thi. Được chưa? Và cái comment này thường là dùng để ghi chú. Ví dụ như tôi có khoảng 50 dòng, tôi phải cứ khoảng 10 dòng tôi phải comment lại đấy là cái ý nghĩa của 10 dòng phía sau đây là cái gì, tôi đang làm cái việc gì, để cho những cái người khác khi mà đọc code của tôi, người ta có thể hiểu tôi đang làm gì ở trong cái việc tôi lập trình đấy. Được chưa? Thì đấy là cái comment ở trong HTML của chúng ta cũng có comment, đúng không? Đây code này, đúng không? Có để ý không? Ví dụ tôi viết thẻ H1 vào đây nha. Đáng lẽ nó hiển thị cái này, đúng không? Đây tôi bỏ comment đi này, nó sẽ hiển thị cái text này, đúng không? Nhưng mà nếu tôi comment vào chẳng còn gì cả, đúng không? Thì đấy là cái tác dụng của comment. Thì đây comment, chúng ta có hai cái comment. Comment kiểu sược sược như này là comment trên một dòng, được chưa? Ví dụ đoạn code tôi viết ở dưới này nữa, đây là document chấm write 123 ví dụ như này chẳng hạn, thì đoạn trên bị comment rồi nó không thực thi nữa, đoạn dưới thì nó không bị comment nên nó chạy được. Nhưng mà nếu bây giờ tôi chuyển sang cái loại comment này, sược sao cách ở dưới này là đóng comment thì là sao sược như này, chẳng nào thực thi cả. Các bạn thấy nó chuyển màu đúng không? Cứ cái gì chuyển sang màu xám như này là bị comment vào rồi. Đây là comment nhiều dòng trong JavaScript. Được chưa? Sau này khi các bạn học đến PHP hay là Java hay là C Sharp hay bất kỳ cái gì, thì đây nó là cái comment chung của các cái ngôn ngữ xử lý logic. Xử lý logic tức là có thể cộng trừ nhân chia được. Được chưa? Có thể tương tác tất cả mọi thứ được. Thì đấy gọi là code logic. Thì có hai cái comment như thế này thì là chúng ta sử dụng được cho tất cả các ngôn ngữ và code logic ở thế giới. Được chưa nhỉ? Đấy là cái comment của chúng ta. Đến cái gì ta? Đang đến comment này.
Đúng. Đây 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 đây, rồi xong. Thêm cái này nữa. Các bạn để ý này, hai cái dòng code của tôi các bạn thấy nó kết thúc bằng cái chấm phẩy. Cái này nó cũng là một cái đặc điểm của đa phần, tôi nói là đa phần không phải tất cả nhá. Đa phần các ngôn ngữ code logic thực hiện được logic thì chúng ta phải có cái ngăn cách giữa các cái câu lệnh với nhau. Thì trong các ngôn ngữ này nó quy định cái dấu chấm phẩy là cái dấu ngăn cách các đoạn code với nhau. Được chưa? Đến đây là thể hiện là tôi kết thúc cái câu lệnh document write ở phía trên. Đến đây là kết thúc cái câu lệnh document write thứ hai. Được chưa? Để nó ngăn cách với nhau. Tất nhiên với JavaScript chúng ta bỏ cái này đi cũng chạy. Lại nhầm. Vẫn chạy đúng không? Đây, 1 2 3 này, còn text trước này. Nó vẫn chạy đúng không? Tuy nhiên nên đưa vào. Biết vì sao? Sau này chúng ta khi mà làm việc với JavaScript ấy, để nếu mà các bạn cứ để mà viết mà chúng ta có thể hiểu như này này, thì nó thứ nhất là code nó rất là dài, mà càng nhiều khoảng trắng thì cái dung lượng file nó càng tăng lên, được chưa? Cho nên người ta sẽ phải sinh ra cái trò người ta gọi là mini file, một file JavaScript, ví dụ như trong cái đoạn cái trang này chẳng hạn. Đây, xem có gì hết không. Đây, gì hết đây. Các bạn nhìn thấy gì không? Nó có mỗi mười mấy dòng không? 20 dòng. Đúng không? Nó chỉ có 20 dòng thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tiến hành là copy nó ra và unminify gì hết đi. Các bạn coi nhé. Số lượng code nó sẽ rất là đồ sộ. Đây. What the fuck? Mình làm gì cho? Copy này. Nó nhiều quá. Đấy. Rồi. Bây giờ tôi sẽ unminify. Sao lâu vậy? Nó nhiều quá. Đấy, các bạn nhìn thấy có nhìn có hiểu không? Thành những cái đoạn code giống của tôi đúng không? Nó rơi vào 7.000 thôi, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000. 18.000 dòng. Chết. Bảo sao mình copy lâu. 23.000 dòng cốt. Nó ném lại còn bao nhiêu dòng đúng không em? 20 dòng. Tức là một dòng tương đương với một hơn 1.000 dòng cốt. Đúng không? Bây giờ các bạn tin là tôi tải cái file này về nó nặng bao nhiêu, các bạn tin không? Ví dụ như tôi copy toàn bộ cái mới này nhá. Copy này. Tôi tạo ra một cái file là test.min.test.js. Tôi paste nó xuống đây. Nặng quá, chạy rất là lâu, xong, xếp xuống. Rồi, bây giờ các bạn xem nội dung nhé. Xem dung lượng. Get info. Nặng 1 mê. Cốt mà đến 1 mê là hơi bị kinh ấy. Được chưa? Xong. Tiếp tục này. Quay trở lại. Tôi copy cái mới này. Tôi tạo một cái file mới tên là test.min.js. Tôi paste cái này xuống. Xếp xuống. Tắt đi. Get info. Còn bao nhiêu? 635 kilobit. Gọi là kilobit. Nó giảm được hơn một nửa. Đúng không? Hơn một nửa. Sao? Hiểu chưa? Nếu mà chúng ta không minify nó vào như thế này thì cái file của chúng ta rất là nặng và trình duyệt nó cứ phải tải về. Mỗi một lần load trang nó lại phải tải 1 MB đấy về. Nó rất là chậm. Đúng không? Nhưng mà nếu mà minify này vào thì nó sẽ có một cái điểm dầu. Và chúng ta không code mà không có những cái dấu chấm phẩy kiểu như này này. Đâu nhỉ? Đây này. Thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là
hai dòng code, ví dụ như hai dòng này của tôi, ví dụ như hai cái dòng code này của tôi nó dính vào nhau. Nếu không có dấu chấm phẩy thì nó nhiều khi nó xảy ra tình trạng là hai cái dòng đấy là thực hiện trong một câu lệnh. Như bình thường đây là hai câu lệnh khác nhau đúng không? Đây là hai câu lệnh khác nhau đúng không? Nhưng mà nhiều khi nó sẽ là dính sát vào nhau, nó sẽ xảy ra lỗi. Đúng không? Xảy ra lỗi thì nó sẽ dừng toàn bộ cái việc dịch code JavaScript lại và chặn, chúng ta chết quay luôn. Được chưa? Thì đấy là cái lý do vì sao mà chúng ta phải có dấu chấm phẩy ngăn cách ở đây, để khi sau, để sau này khi chúng ta minify file vào thì nó sẽ không xảy ra lỗi nữa. Được chưa nhỉ? Đấy là cái tầm quan trọng của cái dấu chấm phẩy này, chứ đừng có thấy là nó không chấm phẩy nó cũng chạy, cứ hồn nhiên làm vậy. Các bạn làm vậy sau này ấy, ví dụ gặp thằng Hâm nào ở công ty mình giống như tôi ấy, tôi bưởng chết. Đấy là các bạn không hiểu cái bản chất nên các bạn sẽ làm những cái thứ mà các bạn cho là nó dễ nhất. Nhưng mà làm như vậy thì nó sẽ nguy hiểm cho cái sản phẩm của mình. Được chưa? Những cái này tôi phải dạy ngay để cho chúng ta sau này chúng ta không vấp phải những cái lỗi ngu si như này. Tiếp theo. Toàn bị mất rồi. Tiếp theo. Đây. Câu lệnh JavaScript thì nó chia làm hai loại. Chúng ta có câu lệnh đơn và câu lệnh kép. Đơn là cái gì? Hay có biến và kết thúc hoặc chấm phẩy, đúng không? Tiếp theo cái câu lệnh if này thì các bạn thấy gì? Nó có thể kết thúc một chấm phẩy không? Không. Chúng ta có rất là nhiều những cái câu lệnh được phép không kết thúc một chấm phẩy. Tuy nhiên các bạn thấy thường những câu lệnh đấy nó luôn luôn là kết thúc bằng kép. Được chưa? Thường cứ cái nào kết thúc bằng cái dấu hoặc ngọn như này thì là nó không cần kết thúc một chấm phẩy. Chúng ta có những cái thành phần như sau. Ví dụ như câu lệnh dễ nhãn là câu lệnh if là eo này, rồi câu lệnh for vòng lặp là nó cũng đóng mở ngoặc như này đó. While nó phải chấm phẩy nhỉ? À quên nhầm, while không, while điều kiện thì cũng không cần chấm phẩy. Nhưng mà do while nó lại là cần chấm phẩy đó. Chúng ta phải để ý. Được chưa? Những cái gì kết thúc bằng cái dấu hoặc nhọn thì không cần thiết phải có chấm phẩy. Được chưa? Các ngôn ngữ khác cũng vậy. Thì chúng ta dùng một ngôn ngữ, học một ngôn ngữ chúng ta có thể áp dụng vào vài ngôn ngữ khác. Đây là chuyện bình thường. Được chưa? Tiếp theo. Đây là các từ khóa. Biết học các từ khóa này để làm gì không? Dùng. Ví dụ nhá. Như này này. Bố ông tên là gì? Hoàng đúng không? Quang cái gì? Bố tên là gì? Không phải hỏi để chửi ông đâu, yên tâm. Bố tên là Bố tên là Phú đúng không? Rồi. Có được phép đặt tên con là Phú không? Được. Ông đẻ con ra không được phép đặt tên là Phú đúng không? Rồi, ông có anh chị em gì không? Nhà con một người. Thế thôi đúng không? Ông tên là gì? Cứ bịa ra một cái tên, không cần biết chính xác. Cứ bịa ra một cái tên. Sướng. Sướng. Ok. Nhà bố có mấy anh em? Ờ. Có ông, có cô gì chú bác thì đặt tên con là giống tên ông? Đó. Không cái gì? Rồi ok, đấy nó là keyword. Đó là cái từ khóa trong dòng họ nhau. Thì ở đây JavaScript của chúng ta có cũng có những cái từ khóa như thế này. Được chưa? Nhưng cái từ khóa này tất nhiên mỗi cái từ khóa nó cũng sẽ có một cái tác dụng khác nhau. Nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ cần nhớ tôi một cái điều đó là chúng ta không được phép đặt tên hàm, đặt tên biến cùng tên với cái từ khóa này. Được chưa? Nó sẽ không có tác dụng vào đó luôn ngay lập tức. Được chưa nhỉ? Đấy là cái chúng ta cần phải nhớ bây giờ. Và sau này tôi sẽ giải thích dần cho các bạn xem là những cái từ khóa này có tác dụng gì. Được chưa? Tiếp theo. Thứ nhất, nãy giờ chúng ta học là cách viết câu lệnh này, comment này, các loại câu lệnh đơn, câu lệnh kép này, các từ khóa này, được chưa? Bây giờ là đến các hàm rồi. Chúng ta chưa cần phải biết hàm là cái gì. Chỉ cần nhớ nó là hàm thôi. Không cần phải biết nó là cái gì, biết nó là hàm thì chúng ta đi đi này. Ví dụ như chúng ta có cái gọi là cái gì? Chúng ta có cái có ở đây ở lớp mình có ai không có cái chức năng ăn không?
Hả? Ờ thì auto, nhưng mà có ai không có không? Có đứa nào không ăn không? Ăn nó là chúng ta coi nó là một hành động đúng không? Đúng nhá. Thế đứa nào có coi nó là tính chất không? Ăn nó là hành động rồi đúng không? Ok. Trong lập trình của chúng ta, các cái hành động chúng ta diễn ra hàng ngày, như cái quạt nó quay được này, cái máy chiếu nó có thể phát sáng này, việc con người có thể ăn được cái gì đấy, có thể uống được cái gì, có thể đánh thằng nào đấy, đúng không? Thì đấy lập trình nó quy hết cái hàm, hàm là diễn tả một hành động trong thực tế, được chưa? Thì hàm nó có hai loại, một loại là những cái hàm nó tự định nghĩa ra. Ví dụ như các ông đang chưa có các hành động là kiếm tiền, ví dụ thế đúng không? Chưa có hành động là kiếm tiền. Đây tôi ví dụ thôi, tôi không phải là áp đặt là ông chưa kiếm được tiền, biết đâu con đấy thằng giàu hơn tôi. Đây chuyện bình thường. Chưa có hành động gọi là kiếm tiền thì chúng ta phải tự định nghĩa ra là chúng ta làm cái hành động đấy bằng cách nào. Ví dụ ra ngoài kia nhìn thằng nào kiếm tiền chấn động. Ví dụ thế đúng không? Đấy chúng ta tự định nghĩa ra một hành động. Đúng chưa? Nhưng mà cũng có những cái hành động nó đã có sẵn ở trong cái bản năng của chúng ta rồi, ví dụ như hành động ăn. Bé nó có thằng nào định nghĩa chúng ta cái hành động ăn là phải như nào đâu? Cứ há mồm và nhai thôi, nhai gì biết, cứ nuốt xuống được là ăn xong, đúng không? Thì đấy là những cái hành động nó được định nghĩa sẵn ở trong cái bộ gen của chúng ta rồi, đúng không? Thì ở trong các ngôn ngữ lập trình chúng ta gọi đấy là mini function, hay gọi là hàm có sẵn, đúng chưa? Những cái hàm đã có sẵn, ví dụ tôi có, các bạn có để cái hàm lúc nãy tôi gọi không? Prompt. Ví dụ tôi có cái prompt. Prompt đây là, đây là viết gì thì viết. Hai chấm. Đấy. Ôi, lại nhầm. Thấy không? Cứ gọi cái hàm prompt này thì nó sẽ bật ra cái dialog ở đây để chúng ta viết cả. Enter xuống. Đúng chưa? Đó. Ví dụ như chúng ta có thể là hiển thị một cái thông báo, thay cái này thì nó thay bằng cái hàm alert. Đúng không? Cái alert thì nó chỉ hiển thị ra text thôi, nó không cho chúng ta tương tác gì cả, đúng không? Thì đấy là những cái hàm là hàm có sẵn built-in function của JavaScript, và tất cả các ngôn ngữ khác cũng có cái trò này, được chưa? Tất cả đều có hết, và trong các ngôn ngữ khác ấy thì người ta gọi đấy là API. Nhớ con cái từ API, API về search xem cái từ này là cái gì. Về học đi, tác dụng của nó ra sao? À, đến đâu nhỉ? Đây đúng không? Hàm đúng không? Rồi, những cái này chưa cần biết. Lưu mã JavaScript cái này dạy rồi. Hình như có vẻ hết rồi. Visual Studio kinh. Cái thời các ông ấy làm cái slide này là còn code bằng Visual Studio. Cái bộ nó nặng mấy ghi ấy. Không code bằng cái đấy nhá, nặng lắm. Không code đâu. Hết rồi. Bài của chúng ta đến đây là hết rồi. Xong. Thì chúng ta hôm nay chỉ gắng tính chất là làm quen thôi. Làm quen với JavaScript này, làm quen với cách viết này, các cái quy định cơ bản ban đầu. Vậy thôi, hết thôi. Thì chúng ta, tôi dạy thêm cho chúng ta cái phần này, và về chúng ta phải thực hành. Để buổi sau tôi còn chửi, có cái là chửi. Lâm ngủ luôn mà. Lấy lau bảng, nghe. Ai bảo mày chung dưới, nhanh lên. Mày còn bị ăn hành nhiều. Tôi chẳng ghét thằng nào. Ở trường tôi chẳng ghét thằng nào. Nào. Trong JavaScript của chúng ta nó là ngôn ngữ lập trình rồi nhá. Nó là ngôn ngữ lập trình logic rồi. Cho nên chúng ta sẽ phải làm quen với những cái niệm sau. Ngồi ngoài tí còn đây lau tiếp. Cái niệm đầu tiên là biến. Chúng ta học toán rồi đúng không? Ai chẳng biết là ba. Thế biến là cái gì? Đấy ông giải thích cho tôi biến là cái gì? Giá trị để dùng, giá trị nó là giá trị, giá trị là biến.
À, có bạn nào giải thích cho mình cái biến là cái gì không? Lấy ví dụ cho mình cái gì đấy là biến không? Tôi không phải thua cái tâm, tôi để lấy làm ví dụ không? Đây là một biến này. Các biết vì sao tôi gọi đây là một biến không? Thứ nhất này, các bạn gọi đây là cái gì? Chai nước đúng không? Được chưa? Đây là tôi gọi đây là cốc nước, có biết gì? Tôi biết đây là cốc nước, các bạn có tin đây là cốc nước không? Không đúng không? Tôi biết cái quần nào là điều đây, các bạn không tin đúng không? Thế này thì chúng ta đây là một thứ là tên không thay đổi. Khi đã tạo ra thì là tên không thay đổi, đúng chưa? Đấy là cái thứ nhất. Tiếp theo này, trong cái chai này thì bạn đang đựng gì? Nước đúng không? Chẳng lẽ xui được lòng là tiến độ cát rồi này. Bây giờ nếu mà tôi mở cái chai này ra tôi đổ cát lên được không? Tôi mang cái thò bảo và thò đầu ở ngoài kia là đặt lá cây nhắc lên được không? Được đúng không? Thế vậy thì biến là gì? Biến là chảy mũi. Biến là gì? Thứ nhất, nó là một cái đại hiệu có tên đúng không? Đúng không? Thứ nhất là có tên, mà ai cũng biết có tên là cái chai nữa. Đúng không? Có tên và nó sẽ cái tên nó không đổi. Đúng chưa? Ngoài ra, đây là yếu tố thứ nhất, yếu tố cần. Tiếp theo, yếu tố thứ hai là nó có thể chứa được dữ liệu. Chứa được giá trị. Đúng không? Ví dụ như đây tôi chưa nói đến Java. Các bạn mobile sau này sẽ học Java thì nó khác. Học rồi đấy. Nhưng mà nếu mà Java các bạn sẽ phải quy định cái chai của tôi chỉ dùng nước thôi đúng không? Ví dụ như int rồi thì string đúng không? Nhưng mà với JavaScript cái chai của tôi trích được cái gì thì không cần quan tâm bố nó là ai, mẹ nó là đứa nào, chỉ cần quan tâm nó là biến và tôi trích được cái gì vào đây được. Hôm nay tôi trích được nước, mai tôi trích được cát, ngày kia tôi trích được ấy là đúng không? Thì cái từ khóa để khai báo một thứ gọi là biến thì chúng ta gọi là var. Var này tiếng Anh viết tắt là của từ variable. Tôi dạy cả tiếng Anh luôn. Thằng nào biết học tiếng Anh này? Tôi dạy cả tiếng Anh luôn, variable. Thì đây là biến, được chưa? Cái này tiếng Anh nó dịch nghĩa là biến rồi. Chúng ta lập trình là var, var là biến, sau đó lên tên biến. Sau đó, không chúng ta còn dấu bảng. Dấu bảng thì chúng ta gọi là phép gán. Và đây là gán giá trị cho một cái biến tương đương với nhét cát vào trong này hay nhét nước vào trong này. Thì đây là phép gán bằng một cái giá trị. Nào đây? Nhớ thực phẩm. Một lần dùng xong, quan đi. Bỏ về môi trường. Được chưa? Đấy, biến nó chỉ thế thôi. Sau khi ông đã tạo ra biến rồi, ví dụ như chai nước tôi để đổi nước rồi, tôi hoàn toàn có thể đổ nước vào, tôi đựng cái cát vào, đúng không? Thì biến có thể ba có thể thay đổi giá trị theo thời gian, được chưa? Lúc nào tôi thích đổ cát, tôi đổ nước ra thì đổ, đúng không? Thì tôi thích có thể là tên biến, đây gọi là tôi gọi là cái biến x, cái tên này x của tôi đang lúc đầu là khoảng 10. Sau cái gán lại x bằng 100. Lúc gán lại thì chúng ta không còn cái 3 nữa đúng không? Đây là sử dụng vào cái biến đã được tạo ra trước đấy rồi. Thì tôi không cần phải 3 nữa. Thế là biến, xong chưa? Đơn giản đấy không? Tiếp theo, quy tắc đặt tên biến. Đâu? À? Phản xạ à? Có vẻ khổ nhỉ? Thôi buổi sau nghỉ đi đỡ khổ. Đằng nào mới sẽ chết. Rồi, tiếp theo. Quy tắc đặt tên. Chúng ta có những quy tắc đặt tên gì ở đâu?
Làm sao để đặt một tên biến nó không sai? Ví dụ như ông đặt tên con ấy, sao không sai? Không bị người ta chửi đâu. Không trùng từ khóa, ok. Thứ nhất, không trùng từ khóa, đúng không? Ví dụ như Vava này là ăn đập này. Cái này ăn đập luôn này. Thấy chưa? Không có biến nào tên là ba cả. Ăn ngược ngay lập tức. Tiếp theo hai, không bắt đầu bằng số. Thấy chưa? Không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt. Không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu gạch dưới và dấu đô la. Đấy nhá, tất cả ký tự đặc biệt khác ngoài hai ký tự này thì không được bắt đầu. Đấy nhá, cái dấu gạch dưới hay là ông nghe gọi là cái dấu ship trừ ấy. Đấy nhá, kiểu hồi Yahoo Messenger gọi là ship trừ thì mà cực phạm nó là dấu gạch dưới. Đấy nhá, xong chưa? Rồi tiếp theo, à hết rồi, thì bắt đầu hết rồi. Đây là cái ký tự đầu tiên nhá, cái ký tự bắt đầu này. Các ký tự phía sau này, từ ký tự thứ hai trở đi. Khi từ ký tự thứ hai trở đi thì chỉ có không chấp nhận ký tự đặc biệt ngoài hai chấm này thôi. Được chưa? Còn cho số vào cũng được. Không sao cả. Chúng ta không giới hạn độ dài tên biến. Câu bao giờ phải nhìn thấy mấy thằng nó code Objective-C ấy, code JavaScript, cái code của nó nhìn như quyển vở luôn. Tôi thề được không? Code của nó nhìn như quyển vở luôn đó. Có nghĩa là cái biến của nó có thể dài từ đây cho đến đây. Đấy tên biến ấy, nói thật đấy, tôi chơi với mấy thằng có đầu đấy, nhìn đọc nó phát sợ, tẩu kí khủng. Cho nên là chúng ta khuyến khích làm rồi đấy, do nghĩa biến do nghĩa. Cái biến nó tạo ra nó là cái gì, chúng ta đặt tên như vậy luôn, đúng không? Thấy chưa nhỉ, đấy là quy tắc đặt tên. Xong chưa, code kiểu đặt tên đến free style được, nghĩa là không vi phạm. Có cái kiểu hoạt động. Tiếp theo này, ví dụ như ngày xưa hồi cấp 2 của năm mấy cũng nhớ, khoảng các lần năm 20 mấy thì ngày xưa bọn tôi hay kiểu chơi trò tin cốt. Tôi họ easy tên 11 ạ, là 4 đúng không? Nghe đúng không? Và hiểu chưa? Tôi có hiểu không? Có hiểu đúng không? Nhớ đến câu này của tôi không hiểu nữa. Thằng nào biết hai dòng này thì bố tôi cũng đọc được. Rất là chuẩn. Tôi nói thật, đúng không? Tức là kiểu đặt tên cái này thì ngoài mình ra chẳng ai hiểu đúng không? Tất nhiên là máy nó hiểu, nó chỉ biết đây là cái bạn này là một cái tên biến, nó vẫn hiểu. Nhưng mà tôi đọc tôi hiểu, ít ra là bị tôi đánh không? Đúng chưa? Thì cái cách đặt tên chúng ta cũng có một vài quy tắc. Và khi mà các bạn đi làm sau này, chúng ta có một cái thứ gọi là naming convention. Naming convention. Name là đặt tên, convention là quy tắc. Quy tắc đặt tên của chúng ta với tên biến, chúng ta có quy tắc đặt tên. Chúng ta có hai cách đặt tên chính. Cách đặt tên thứ nhất là theo camel case. Cách đặt tên thứ hai là theo snake case. Camel là con lạc đà. Đấy chưa? Snake nhá, nhớ nhá. Rất nhiều thằng đều biết cái chữ này thành snake. Đây là cái bim bim. Giá trị snake nhá, là con rắn. Không được nhầm đâu, snake và snake khác nhau. Đây, snake thiếu chữ S gì? Đấy chưa? Cái quy tắc đặt tên con lạc đà như tôi tên là này, chúng ta sẽ đặt là tôi chữ tên viết thường nhá, đúng chưa? Tôi tên là viết qua tất cả các chữ cái đầu tiên của mỗi từ
trừ cái chữ cái đầu tiên. Giờ chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên mình biết rồi, còn tất cả các chữ cái đầu tiên của từ tiếp theo mình biết sai. Được chưa? Còn mà theo snake case thì nó là tôi gạch dưới tên gạch dưới là cái này, người ta nghĩ tiếp theo kiểu cái biếu là tà, còn cái này là cái con rắn. Con chẳng biết là lần đấy thấy nó đúng không, đúng không con rắn thì tôi nghĩ đấy là con rắn, phải không? Được chưa? Các bạn có thể bình chọn một trong hai cách để đặt tên cái các cái biến của mình, được chưa? Nhưng đừng bao giờ để người khác nhìn thấy các bạn ở cái đoạn trên các bạn đặt này, các bạn đặt này là lại ăn đập. Là cái nên người ta gọi là quy tắc thì phải áp dụng cho toàn bộ luôn chứ. Chứ không phải là mình thằng A thích thì biết kiểu kia, thằng B thích thì biết kiểu này. Không có chuyện này, luôn luôn phải lựa chọn một trong hai để làm. Được chưa nhỉ? Đấy là quy tắc là tên biến. Được chưa? Tiếp theo đi lên đây nhanh thì còn làm được những cái tiếp khác. Thế là thế đang bắt đầu ngủ thì ngủ, nhưng ông này, ông nấy là cứ đuổi ông ra ngoài, ông có thể nấy. Tiếp theo, chúng ta có cái trò là kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu trong lập trình nó rất là quan trọng, nó sẽ quy định được cái việc chúng ta cộng trừ nhân chia. Tức là những phép toán của chúng ta. Ví dụ như chúng ta lấy chuỗi, chúng ta trừ đi 100, có trừ được không? Cũng được đúng không? Không thể nào làm cái việc này được. Ví dụ như kiểu là bắt một con chim và một con chuột lấy nhau, không được. Cái điều nó trái với tự nhiên, đúng không? Chúng nó có thể cưới nhau nhưng chúng nó không thể sinh con được, đúng không? Rồi một con mèo và một con cá lấy nhau, không được. Nghĩa là những cái việc nó trái với tự nhiên của chúng ta ở đây cũng phải tuân thủ theo tự nhiên. Thì mỗi một cái biến và mỗi một cái giá trị của biến ấy, nó phải là thuộc về một kiểu dữ liệu nào đấy. Thì chứ, một kiểu dữ liệu nào đấy. Ví dụ như kiểu là thằng Quang đúng không? Thằng Quang là giới tính nam, ok. Bạn này tên là gì? Ở bạn Lan là giới tính nữ, ok, nó chỉ có hai kiểu đấy thôi. Tự nhiên nó quy định ra là có chỉ có hai kiểu đấy, thì chúng ta phải biết là ở trong các ngôn ngữ lập trình chúng ta, đặc biệt là JavaScript có bao nhiêu kiểu, đúng không? Thì chúng ta có những kiểu sau. Kiểu ví dụ như kiểu chuỗi. Kiểu đầu tiên là kiểu chuỗi. Chuỗi thì nó bao gồm cả kiểu dữ liệu. Cái này là thuộc về kiểu ký tự. Ký tự khác với chuỗi, các bạn hãy lưu ý. Ký tự khác với chuỗi thì ký tự của chúng ta, kiểu dữ liệu nó lên bằng cái dấu này X, Y, Z. Là một dấu phẩy. Có biết cái ký tự này viết bằng cái phím gì không? Tôi cũng chẳng nhớ. Cái phím mà cạnh Enter. Đấy chưa? Nếu mà giữ shift bấm cái phím đấy thì nó ra 2 phẩy, đúng không? Nhưng mà chỉ bấm mỗi cái phím đấy không thì nó sẽ ra dấu phẩy ở trên cái kia. Thì cái này là kiểu ký tự. Còn kiểu chuỗi nó là như này. Bây giờ hai cái thằng này nó khác nhau, nhưng mà đều quy hết về kiểu chuỗi cả, gọi là kiểu chuỗi. Trong Java hay trong C sharp của các bạn, hay là coding các thứ kiểu thì người ta gọi là kiểu string. Mà ở các ngôn ngữ khác nó phân biệt rất là rõ ràng giữa kiểu ký tự là cha đúng không, là character, còn kiểu chuỗi là string, nó phân biệt rất rõ ràng. Nhưng trong ngôn ngữ JavaScript thì nó không phân biệt rõ ràng. Đấy là cái thằng đẻ ra nó quy định như vậy chứ không phải là tôi quy định như vậy. Được chưa? Chúng ta phải tiếp theo. Kiểu thứ hai là kiểu số. Thì chúng ta cái số này nó bao gồm số nguyên và số thực. Được chưa? Số thì chúng ta đơn giản là ví dụ chúng ta 3 pi chẳng hạn, pi bằng 3.14 hoặc là 3x bằng 10. Tạo ra chỉ đơn giản này. Thực ra trong JavaScript
các bạn là nên dùng chuỗi nhiều hơn. Chứ nó không phân biệt rõ ràng, ví dụ trong PHP chúng ta có thể giải thích rõ ràng, nhưng mà trong JavaScript các bạn rất khó phân biệt và tôi cũng không giải thích được. Nói thật, tôi không giải thích được vì sao nó lại phải tạo ra hai kiểu đấy. Tiếp theo, chẳng qua tôi nghĩ theo đánh giá thì nó sinh ra kiểu ký tự và kiểu chuỗi bởi vì cái dung lượng mà máy tính nó phân cho cái kiểu chuỗi này nhiều hơn so với kiểu ký tự. Nếu mà dùng kiểu ký tự thì nó sẽ có bộ nhớ ít hơn, phải không? Tiết kiệm nhiều hơn. Kiểu số này. Rồi thì kiểu boolean. Equal. Đúng không? True false. Nó sẽ chỉ có mang hai giá trị thôi. True và false. Hai giá trị thôi. Tiếp theo là kiểu loop. Loop thì không giá trị. Ý nào là không có giá trị? Kiểu null là kiểu có giá trị. Có giá trị, cái giá trị nó còn null. Nó không có bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác. Còn kiểu không có giá trị là kiểu này này. Undefined. Ví dụ nhá, tôi cho các bạn xem nó hai thằng này nó khác nhau. Và x bằng null. Và y. Được chưa? Và đây tôi console.log ra cái x và tôi console.log ra y, các bạn coi nó khác nhau hoàn toàn luôn mà. Thấy không? Thì khác nhau. Thằng trên là tôi console.log ra thằng x đúng không? Đây code đây. Đúng không? Thằng dưới tôi console.log ra y. Y đây. Khác chưa? Chúng nó khác nhau lắm. Thằng null là có giá trị nhưng mà giá trị nó không thuộc với bất kỳ kiểu dữ liệu nào khác, nó mang giá trị là null, không chứa gì. Nhưng còn undefined nó là không quy định giá trị. Bởi vì tôi va y, tôi có gán giá trị cho nó không? Cho nên là nó mới là thằng mang kiểu dữ liệu là undefined, nó không mang gì cả. Được chưa? Hai thằng này khác nhau. Có mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 5 rồi, còn 2 thử nữa. Kiểu tiếp theo là kiểu mảng thì các bạn cứ tưởng tượng, cái này sẽ có một buổi tôi dạy sâu hơn. Thì mảng các bạn cứ tưởng tượng như nó giống như ở đây có thằng nào tôi kiếm nó có cái gì mà làm mảng được không nhỉ? Không có gì bằng làm mảng được rồi. Ví dụ tôi sẽ có một cái, các bạn biết cái hộp bóng cái đấy không? Biết nghe đúng không? Có cái tóm này nó là điểm dạng ống. Được chưa? Thì trong cái ống này nó sẽ có những cái lỗ, những cái vị trí để nó chứa được những cái quả bóng này đúng không? Được chưa? Cứ coi những cái ống của nó rất là dài. Dài gần như là vô hạn đi. Cái vị trí đầu tiên của tôi này, tôi đựng một quả bóng. Được đúng không? Vị trí thứ hai tôi đựng một chai nước. Biết là cái chai tôi nhét vào đây. Có được không? Đặt ngang thì đặt dọc thì đặt miệng, đặt miễn là đặt được cái chai nước vào đây. Được chưa? Vị trí thứ ba tôi nhét cái thùng rác vào. Vẫn được. Ai cấm? Bởi vì tôi biết cái ống của tôi to hay là hẹp như nào. Đúng không? Vị trí thứ tư tôi lại đặt thêm một. Vị trí thứ tư này tôi lại đặt thêm một cái ống giống như cái vị trí giống như cái ống chúng ta đang nói đến nữa. Cũng được đúng không? Thì mảng của chúng ta nó đúng như kiểu ống này. Các bạn có thể là ví dụ quả bóng này chúng ta là chuỗi này, quả bóng thứ hai ở vị trí thứ hai tôi quy định nó là một cái số này, vị trí thứ ba tôi quy định nó là một cái nung này, vị trí thứ tư tôi quy định nó là một cái mảng nữa này, mảng trong mảng, được chưa? Và tất cả các thằng này tôi có thể quản lý nó bằng cách là tôi thằng này vị trí đầu tiên không, một hai ba bằng số thứ tự, được chưa? Quy định các cái vị trí này bằng số thứ tự. Thế là xong, thế là xong cái mảng. Nó giống như một cái khay và tất cả ít nhất cái gì còn nhỉ? Và các cái phần tử nằm trong cái mảng này nó đều có số thứ tự. Có vậy không? Hết phim. Kiểu cuối cùng là kiểu đối tượng object. Cái này tôi sẽ dành riêng một buổi để nói chuyện về
chúng ta sâu hơn về kiểu object thì sau. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ thôi, chúng ta có một cái mảng, có một cái, có các kiểu dữ liệu như này trong JavaScript. Chuỗi số, boolean, rule, undefined, mảng, đây là array. Array. Và cuối cùng là đối tượng object. Có kiểu 7 của cái dữ liệu nha. Xong chưa? Tiếp theo. Yên tâm, phần này học xong để đấy về sẽ có bài tập. Lấy ví dụ, các thứ các kiểu. Bây giờ mình đến toán này. Và đây mới là cái sự khác nhau giữa JavaScript cũng như là các cái HTML, CSS trước đấy các bạn đã học. HTML nếu mà tôi viết như này có được không? 1 1 cộng 1 bằng mấy? Bằng 1 cộng 1. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà với JavaScript cái console log ra đây 1 cộng 1 ra mấy? Bằng 2 đúng không? Đúng chưa? 1 cộng 1 thì chẳng bằng 2. Thì HTML nó chỉ mang tính chất là hiển thị chữ rồi. Nhớ nhá, HTML nó chỉ có khả năng hiển thị chữ thôi. Nhưng mà các cái ngôn ngữ mà xử lý được logic thì nó có thể thực hiện được phép toán. Như hồi cấp 3 hay cấp 2 chúng ta học những phép toán gì? Cộng này, trừ này, nhân này, chia này. Trong lập trình chúng ta có chia với giữ. Thì các cộng, ví dụ cái kiểu là x bằng 5, y bằng 7, x cộng y bằng mấy? 12, x trừ y bằng trừ 2, x nhân y 35, x chia y bằng 5/7. Quan trọng không? Có bao nhiêu? Tôi chẳng biết nó bao nhiêu. Đây là 5 chia 7, 0.7. 14. X phần trăm y là không mấy? Là 5 hả? 5 phần trăm 7 5 đúng không? Dư 5 thì bằng 5. Xong chưa? Thế rồi, đây là phép toán cơ bản. Cơ bản nhá, chúng ta có 1 tỷ các loại phép toán khác. Và lại đây còn toán tử. Toán tử. Đây là toán tử cơ bản. Bây giờ ứng dụng này. Tôi có x bằng một số bất kỳ. Ví dụ x bằng 10. Làm sao tôi biết cái biến x này của tôi nó là số chẵn hay số lẻ? Chia đi gì? Chia cho 2 là dư, đúng không? Dư 1. Thì dựa vào cái này. Xong chưa? Tiếp theo x bằng 12, y bằng 8, x cộng y bằng mấy? 12 là không cộng. Không cộng được. Và x bằng 12 và y bằng 8, x cộng y 128. Tại sao lại vậy? Chuỗi cộng một số. Tại sao không ghép sang số mà nó lại để là chuỗi? Logic nào nghĩ là chuỗi cộng với số thì là chuỗi? Chúng ta để nhé. Hồi cấp 3 chúng ta có cái khái niệm gọi là trọng xác định, đúng không? Đó. Trọng xác định. Đây là trọng xác định của số này. Đây là trọng xác định của số nguyên này. Đây là số thực, đúng không? Đây là trọng xác định của boolean. Đúng không? Đó. Đây là trọng xác định của chuỗi này.
thằng nào có tất sinh to hơn khi mà tự nhiên nó gọi được chuỗi to hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ phải là khi mà các bạn nhớ khi mà thực hiện cái phép cộng đặc biệt là phép cộng nhé của hai cái kiểu dữ liệu khác nhau với nhau thì thằng nào có tập xác định nhỏ hơn thì nhé thằng nào có tập xác định nhỏ hơn thì nó sẽ phải tự động ép kiểu để thằng có tập xác định lớn hơn nó sẽ tự động ép cái số 8 từ đó là số nguyên sang kiểu chuỗi là 8 cộng hai cái chuỗi lại với nhau thì nó đơn giản để tặng hai giá trị cạnh nhau. Được chưa? Thế là lý do vì sao mà số mà chữ 12 cộng với số 8 phải ra là 128 nó là chuỗi. Được chưa? Bây giờ x bằng 12 17,5 y bằng 5 thì kết quả là mấy? Đây nhá, 22,5 đúng không? Tất cả đấy các kể cả bây giờ tôi nhét vào đây là 17,0 thì nó ra gì? Chắc không? Chắc không? Và x bằng 17,0 và y bằng 5 x cộng y không phải không phải đúng không? Các bạn lưu ý khi mà nó là 17,0 nó sẽ tự động nó hiểu là bằng 17 nó đưa về số nguyên đúng không? Kể cả chúng ta thuật toán cái số vậy câu viết cho 17,0 có ai quy định cho không đấy là số thực không? Chẳng có ai nếu mà 0,1,0,0,0,0,1 thì nó là số thực nhưng mà nếu mà chỉ 17,0 chẳng ai quy định đấy nó là số thực. Được chưa? Rồi tiếp tục nếu mà bây giờ tiếp này vẫn lại quay lại cái 12,8 phải không? Không trừ được đúng không? Trời luôn x và x bằng string là 12 và y bằng 8 bây giờ là x trừ y như này đúng không? Bắt đầu hại não rồi bắt đầu cảm thấy thụ dần này tại sao? Tại sao? Lưu ý này, nãy tôi nói là ép lên, mà tôi nói với tất cả bán tử cộng, chứ tôi đâu bảo là tất cả các bán tử được thế đâu. Dạ, với cái trong bốn kết quả của chúng ta chỉ có duy nhất thằng này đặc biệt thôi. Là cần phải lưu ý với nó khi mà chúng ta thực hiện phép cộng giữa chuỗi và số thì cần phải lưu ý thôi chứ còn tất cả các thể loại từ đấy hạ xuống đây gọi là toán tử thuộc về toán học có chuỗi là quá nhiều các bạn cái kiểu nào là trừ chuỗi đúng không? Hai cái string trừ với nhau là bằng mấy chẳng có bằng được cái gì cả bằng làm sao được đúng chưa? Thì khi mà đã gọi là toán tử toán học rồi thì tất cả khi mà có chuỗi để vào cố gắng ép cái chuỗi lên về số cố gắng thôi còn chưa chắc ép được nhá thì khi mà 12 ép về số nó bằng số 12 trừ 4 là trừ 8 tròn thì nó sẽ còn là số 12 trừ đi số 8 là 4 tắt dừa là rồi xong thì nếu mà để chuối cộng chuối nhưng mà nó là thứ tự chữ có được thử luôn thì biết đây như này gì đây tôi viết là thiện th rồi đây này gì được xong được à quên nhầm bây giờ giống trừ tôi biết nhầm xong
xong được. Cộng là cái phép đặc biệt, nó cho phép chuỗi cộng vào. Như các bạn để ý cái phép trừ này, kể cả tôi để đây là số, biết nan là cái gì không? Nan là từ viết tắt của cái từ nan là viết tắt của cái từ là not a number. Không phải là số, bởi vì nó ép cái ký tự x ấy, à cái biến x ấy, ép chữ quái được về số với cái kiểu này, đúng không? Một kiểu một thứ mà không phải là số trừ đi một số không thực hiện được. Cho nên nó sẽ hiện ra nó là một, được chưa? Đấy, thì về chúng ta sẽ có cái bài tập là lấy ví dụ cho tôi tìm hiểu về thứ nhất là viết cho quen câu lệnh của JavaScript đi, sau đó là lấy cho tôi ví dụ về các cái kiểu dữ liệu và tiến hành cộng trừ nhân chia với các kiểu dữ liệu khác để xem có được không, được chưa? Ví dụ như boolean có cộng được với số nguyên không, boolean có cộng được với mảng không, đúng không? Thử đi, có chia được không, thử đi đã. Rồi buổi sau tôi sẽ kiểm tra này, lấy điểm bác rồi. Được chưa? Có thế rồi. Nhặt toẹt. Môn này dễ không mà.